Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố thì các công ty tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 177.000 công việc làm trong tháng 8. Đây là con số khả quan cho thấy việc thu nhận thêm nhân viên mới trong các hãng xưởng Mỹ vẫn tiếp tục sau 2 tháng có gia tăng trong thị trường lao động. Cuộc thăm dò của tổ chức ADP cho biết rằng công ty chuyên làm sổ lương cho các doanh nghiệp thấy rằng mức phát triển về việc làm được thúc đẩy trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ như bán lẻ công ty dịch vụ tài chính cùng là các dịch vụ chuyên môn như kế toán, kỹ thuật và kiến trúc. Trong khi đó thì các công ty xây cất tiếp tục giảm nhân viên và các công ty sản xuất không có nhiều thay đổi. Sự đều đạn phát triển của thị trường lao động có thể giúp đẩy mạnh nền kinh tế trong nửa năm sau của năm 2016. Mức phát triển bị trì trệ trong mùa đông và mùa xuân xuống chỉ còn khoảng 1%. Các dữ kiện của công ty ADP lấy từ các công ty tư nhân và thường không giống với các con số do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Các nhà kinh tế dự đoán rằng bản báo cáo của chính phủ dự trù công bố vào sáng ngày mai thứ Sáu mùng 2 tháng 9 tại Washington DC sẽ cho thấy có sự tăng trưởng 180.000 việc làm trong tháng 8 vừa qua.